Người mẫu hạng E mà một ngày thay 9 bộ quần áo. Chạy đi, chết bây giờ. Sao nó lại ở đây? Gọi cho Minh đi. Ý trời rồi, nếu như thành cho bọn nó vẫn tìm ra thì chỉ có thành gái nó mới không tìm ra được thôi. Cho mày cái đầu thai thì tao cũng nhận ra mày. Ê, có khi nào cứ trốn thế này thì không chết mà đi làm mấy cái này chết luôn không?